vị chức sắc cấp vua quyền thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi. Đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành người đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ người mà phán. Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Cước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước thôn nhan người đêm ngày, để người bênh vực quyền lời tôi tớ người và quyền lời Israel dân người ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Oh,
Thank you.